Tới hả Duy ơi? Tới hả chú? Tới rồi, tới rồi cả nhà. Hay gì được không? Xe đến rồi. Xe đến rồi cả nhà ơi. Thốc mới vô luôn. Xe cấp cứu ở Bình Dương luôn cả nhà ơi. Rồi mất không có ai nữa, đẩy vô luôn. Đẩy vô nhà xác. Bây giờ trong nhà xác thì bắt buộc phải làm thủ tục cùng lum hết trơn á, đừng tốn tiền nữa. Tốn tiền nữa. Tốn tiền nhiều lắm. Phải như lúc đó có gia đình là nó nhận đem về luôn. Bây giờ làm gì đó. Bây giờ mình không biết sao nữa, giờ đợi chút nữa. Không có tiền là không có đem về được. Đâu đâu chị hỏi đó, cái gì để coi cái gì. Quá rồi, để từ từ có gì xin số điện thoại của chị á, rồi mình liên hệ coi sao. Có gì có tốn tiền hay như thế nào không? Có gì kết bạn Zalo của chị cũng được. Để đưa về chứ giờ còn kẹt ở trong đó không đưa về được. Rồi quá. Chị cũng nóng lòng, dưới này người ta cũng nóng lòng. Chị lọ ở trong này chị chết không được đó, chị nói hồi nãy. Chị nói nếu mà không cho tao không vậy là chị tự đi luôn. Trời ơi, thôi trời ơi, cái gì vậy? Gì chứ? Đừng có nói. Trời ơi, bảo nếu không cho đem, không cho đem cái anh về là chị ấy ở chổng luôn. Thôi đừng có nghĩ như vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh chị ơi. Dính nha. Dạ cả nhà, thì hiện tại thì em đang ở huyện Trần Đề, ở tỉnh Sóc Trăng cả nhà. Thì hôm nay thì em lại tiếp tục chia sẻ về hoàn cảnh của anh Lên, 46 tuổi cả nhà. Thì như video trước thì anh em có chia sẻ thì anh đi làm ở Bình Dương. Thì phơi cơm khô để bán cả nhà. Thì không ngờ thì bị té và mất. Thì hiện giờ thì nghe nói thì chuyến xe mà đưa anh Lên từ Bình Dương về Sóc Trăng thì cũng gần đến rồi cả nhà. Nên anh em cũng đến đây để đón anh về. Đây là cầu tắc bớm nha cả nhà, cầu tắc bớm ở Trần Đề, Sóc Trăng cả nhà. Giờ em thấy thì ghe cũng chạy ra rồi, nó chỉ vào lại cũng ra đến rồi. Hồi thì sẽ đi vô cái đường này nè cả nhà ơi. Hồi sẽ đi vô cái đường này. Nhà thì nằm sâu ở trong kia. Thì lúc trưa thì anh em có đến thì cũng hỏi thăm gia đình, thì cũng như là gọi những cái tình thương của quý nhà hảo tâm cũng hỗ trợ cho gia đình một phần nào á, để có tiền để chuẩn bị lo hậu sự á. Thì giờ này thì nghe nói là xe gần đến rồi cả nhà. Hồi xe cấp cứu, xe nặng phải gì rồi. Thì lúc mà trưa em đến thì cũng gặp trục trặc giấy tờ nên là chưa có đưa anh Lên về được. Thì giờ này thì nghe nói là gần đến rồi. Cái gì là Phật. Mấy người nhà cũng ra chạy vỏ ra rồi cả nhà, chạy vỏ ra đón rồi nè. Ồ, tới Sóc Trăng như gần đến rồi. Cả nhà. Em qua anh đây, anh trai đây. Anh cũng là người giới thiệu hoàn cảnh cả nhà. Người nhà cũng chạy ra rồi kìa, thấy mẹ của anh Lên cũng ra theo rồi kìa, nó đang đợi. Trời ơi, sốc lỗi ghê vậy. Mẹ có đem xuồng này đậu á, chiếu đồ ra đó để đưa anh về. Lên chạy đây. Nãy là mới điện là vô tới Sóc Trăng anh hả? Khoảng bao lâu nữa anh? 20 phút nữa. Khoảng 20 phút nữa tới rồi. Là mình đi xe cấp cứu ở trên kia về luôn hả? Về luôn. Đi chở về luôn. Ở nhà là áo hàng đồ đem về hết chứ anh, đủ chưa? Thì anh em cũng đợi 3-4 người đủ rồi. Dạ. Áo quan là đem vô rồi ha. Chưa. Đang chở đó, chở vô. À đang chở vô. Anh trai thì sáng giờ cũng cho phụ gia đình dạ, nữa nha. Biết chính xác thì anh có đi làm ở đâu vậy? Bình Dương. Bình Dương luôn à? Dạ đúng. Dạ Bình Dương. Bình Dương. Phơi nó là phơi phơi cơm khô ha, cơm khô rồi té dự cháo vậy đó. Dự cháo, không có vợ con gì hết anh em, không có vợ con cũng hay nữa. Dạ rồi gặp nạn người té rồi mất luôn cái nhà. Tại đây là cái gì anh, cái địa chỉ ở đây là cái gì anh? Ấp Tắc Bướm, xã Thịnh Thới An, huyện Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Tỉnh Sóc Trăng nghe anh chị em, thì hôm nay cũng là 3 tây tháng 9 nghe anh chị em, là vẫn còn lễ nghe, nhưng mà
đau lòng là người mẹ đưa tiễn con mình lần cuối là ghe đậu dưới đó cả nhà, đậu dưới đó là đợi giờ đợi thôi cả nhà, đợi xe đến là đưa vào. Nghe nói là mất từ ngày hôm qua rồi, 6 giờ chiều hôm qua đến hôm nay thì mới đưa về được cả nhà, tới chiều hôm nay luôn, giờ này cũng chiều rồi cả nhà, mới đưa về, mới đưa anh lên rồi về đến nhà được đó. Vậy mời cả nhà đợi nha, đợi chút xíu nữa xe đến ha cả nhà. Tai nạn xe nữa anh chị em. Sao anh Tuấn? Hả? Sao? Người em 27 tuổi mới mất năm ngoái nữa, chứ mới có vợ. Thì đó, tai nạn xe là bất ngờ là trên đường này luôn anh chị em, quên nữa, trên đường này luôn á. Trên đường này luôn. Trên đường này luôn anh chị em. Cầu tắc bóm luôn. Ngay cầu tắc bóm luôn anh chị em. Mới mất, em mới mất, bây giờ tới anh. Làm cầu hết à. Còn kia làm phụ vượt. Cầu vượt cao tốc. Cao tốc. Người mẹ cái đường này đã nói liền với chồng với tôi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Thêm một cái đau khổ, thêm một cái nữa anh chị em. Là năm rồi bị tai nạn xe. Năm nay anh phải mất thế đó. Hai cái nhập mẹ với gia đình thì có ba mẹ con lên sống thôi, mà ở trong giữa một cái cánh đồng thôi nha, giữa một cánh đồng. Thì các anh chị thì cũng đi làm hết. Thì năm ngoái thì nghe nói là con của cô chú thì cũng bị tai nạn và mất. Rồi năm nay lại tiếp tục lại thêm một cái sự việc đau lòng nữa, đó là anh lên đây 46 tuổi thì cũng bệnh và mất đi cả nhà. A Di Đà Phật. Cái nhà giờ đi xuống dưới. Chuyển như lên bệnh viện là chết rồi. Ở đây là con trai 27 tuổi còn nhắc lại. Mẹ của anh lên rồi cả nhà. Dạ. Mấy ngày năm ngoái. 29 Tết luôn hả? 29 Tết. Trời ơi, xưa cô toàn là mấy cái ngày đoàn là mấy ngày lễ, ngày đau khổ gì cô. Bây giờ con thứ hai này lễ. Ngày lễ. Ngày lễ. Ở kia 29 Tết thì chuẩn bị gia đình vui vẻ. Dạ. Cùng con cháu này kia làm cái đụng cái vậy đó hả cô? Dạ, xe tam phong đủ. Tam phong đủ năm rồi. Năm rồi. À, đây là chú ba của anh lên hả cô? Ồ, hồi nãy chú đi đi. Đây là ba của anh lên. Chú này không có đi, nghe nói chú đi lên tránh nhận. Hồi nãy chú đi công việc hay gì? Chú đi công việc. Con chia buồn với chú nha chú ơi. Thương buồn chú không? Trời mưa luôn rồi. Vô chồng đi chú ơi. Vô chồng. Chú xúc động. Trời ơi. Cô chú đến để chờ anh lên, chờ con về đó cả nhà, mà trời mưa luôn rồi. Đó, giỏ thì đậu dưới này sẵn rồi nè, chiếu cũng đem đến rồi nè cả nhà. A Di Đà Phật. Mưa tới rồi. Cái gì đâu. Trời chú coi nè. Chú lội coi nè, nhìn chú lội nè, sáng giờ chú lội mà người sình không luôn nè. Trong khi đó thì mắt còn là những ngày lễ với những ngày Tết không? 29 Tết mà đập một cái một vô. Không rồi nước mắt. Lúc đó là người con 27 tuổi là người dân ta báo hay là sao chú? Người dân ta báo cho hai tôi về biết tôi hay đó. Dạ. Chủ. Là báo là lúc đó là mình lại là em còn hơi thở gì không? Nếu như còn mà để nhìn... đã chuyển đi bệnh viện Phúc Trăng trước rồi. Dạ. Chú rớt nước mắt kìa chị. Cũng chưa được năm hả chú? Được năm rồi. Năm mấy rồi? Hơn một năm gì đó. Hơn một năm rồi. Tới Tết đi nữa là hai năm. Tết ơi này là hai năm đó. Người em mất trước thì giờ hiện tại anh đau lòng không có nhau. Thời gian ngắn không mà hai người con ra đi. Tiếng đưa người tóc xanh. Tại sao chăng nhiều cái hoàn cảnh này quá trái ngang nha chị em. Quá trời rồi, sắp chăng rồi. Tháng 7 tính qua tháng 8 là gất đỡ rồi. Tháng 8 thì quá trời, hôm qua tới giờ. Hôm qua thì người con trai chết trong nhà. Hôm nay thì thấy anh lên thì mắc ở Bình Dương. Mắc tại trong nhà trọ, chuyển đi bệnh viện thì mắc không chị. Quá đột. Ra mấy chiếc xuồng chú? Ra mấy một chiếc hả? Rồi trên đó mấy người chú? Trên đó có em gái rồi mấy người nữa. Không, ở trên Bình Dương 4 người trên đó về.
bốn người chục người hả? Chị chắc hết nghe nó chở hơn người đó. Dạ mọi người đón trên kia kìa, chú và con có bác uống xuống tại ghe này vô rồi đón ở trên kia đó thằng rước cũng cái số người mới sớm là đến để rước thi thể em đưa thi thể anh lên nè chị. Chú ơi nãy nghe nói đi tới đâu rồi chú? Nó Sóc Trăng là gần tới vậy á. Dạ. Sóc Trăng là vậy gần tới vậy chút xíu tới Cường cô chú không à, tin ra anh Cường chạy còn hơn xe cấp cứu đúng không nội ơi. Nhanh nha. Dạ, Cường quay sáng giờ mua đồ rồi. Mua gạo gì hết chưa cô ơi? Mua rồi. Mua đầy đủ chưa? Mua bao nhiêu ký? Mua 50 ký. Dạ. Dạ. 50 ký rồi ha. Yeah. Lấy tiền của Mạnh Thường Quân rồi mua rồi ha cho cô ha. Yeah. Thường sáng thì đến mà cô mua 20 ký gạo thôi. Nghe cái đau lòng mà phải lội bộ đi chân cẳng thì nãy sình không luôn. Thường cô. Thì sáng giờ cô chú ăn uống gì chưa? Chắc ăn uống gì nổi đâu. Chú sáng giờ chạy kìa nè, nhìn người chú là xình không kìa nè. Dạ. Con ơn. Thương cô chú. Phút này là đợi con về nè cả nhà. Là tính ra là anh lên là đi lên trên đó bao lâu rồi cô? Tết. Tết tới giờ. Không là không có gặp con ha. Dạ. Giờ nghe vậy đó. Tết tới giờ tính ra nửa năm rồi nửa năm rồi là không có mà bây giờ phải ra là tiễn con với một cái hình hài là không biết gì nữa. Ảnh có đi đó ảnh làm ảnh có hay điện cho cô chú không? Có làm đâu nó đi lột cơ mà ớt chứ lụm giá chai á có bằng gì không được không có nhỏ xíu hả cơm gì đó phơi cơm cũng làm đủ việc hết ha. Đủ việc hết. Thương quá. Đi làm để mưu sinh á. Để quê này thì đâu có công việc gì đâu mà làm. Nghe nói anh nhỏ xíu con à. Rất là thấp đúng luôn á. Có nhỏ xíu. Dạ. Thương quá. Nhìn hồi về hướng đó đó. Hồi xe chạy về hướng đó đó. Đây rất đông bà con lối xóm này đứng đợi ở nhà cô chú làm công việc gì á? Hả? Dạ. Ở nhà cô chú làm công việc gì? Dạ. Người ta cứ mặn gặm lua mới xong đó. Làm gì cũng làm. Làm gì gặm mới làm. Người ta kêu mình làm gì mình làm nấy. Nghe nói cô thì giờ bệnh rồi có mình chú làm hả? Làm đúng rồi. Dạ. Ở nhà. Thương cô chú không? Thì hồi nãy thì con đến cũng như là gửi là cô là 5 triệu đúng không? Dạ, dạ. Còn bây giờ là có cô Hồng ở Pháp hồi nãy là gửi chung đó là 500 đó. Bây giờ cô Hồng nói là gửi thêm cho cô 1 triệu nữa. Dạ. Để cô bỏ túi ha. Mình dạ. Cần mua cái gì mua nha cô. Dạ. Dạ. Nói thì giờ được. Con xin phép cô Hồng mà gửi 1 triệu cho cô luôn. Dạ. Để chút vô chẩn để em con vô bu rồi không có đưa được. Thay mặt kênh YouTube của Vagina và anh chị em trên kênh YouTube dạ. Sóc Trăng là cảm ơn cô Hồng. Đã là hỗ trợ cô nhận nhé. Trước là hết 500 dạ. Cô thấy hoàn cảnh quá khó khăn cô gửi thêm 1 triệu nữa. Dạ. Nghe cô mà đi mua gạo mà từng ký để về mà để nấu đựng đám đựng cho những anh chị em đến chia dạ. Buồn không chị dạ. cô bỏ túi đi cô thương cô chú cha mẹ già mà giờ nghe tin con gì không có nỗi đau nào bằng đâu. Nửa năm nay là không có mặt con nữa. Con đi làm xa thấy một đời. Dạ. Sự thì cũng xin cảm ơn cô Hồng đã gửi số tiền thêm là 1 triệu đồng. Cũng rất là mong khi mà anh em đăng tải lên đó thì Mạnh Quân xem được và thương và giúp đỡ cho gia đình của cô chú. Trong vòng có một thời gian ngắn rồi mất 2 người con, không có nỗi đau nào bằng cả nhà. Giờ là đợi thôi anh đến. 7 tuổi mới mất đi thì chưa có cái gì hết trơn. Mỗi đêm còn phải khóc nhớ hả cô? Dạ, còn nhớ. Dạ. Giờ nào nhớ nó khóc. Thấy hình đẹp trai quá cô. Dạ. Người con 27 tuổi cao mà hình ảnh đẹp trai quá trời. Dạ. Dạ. Chú nãy chú có nghe con nói là em gái nói là đưa về tốn tiền nhiều không chú? Xe đó hả? Nhận xác ảnh về á. Nghe nói 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Dạ. Là tiền xe luôn á hả? Ừ, tiền xe. Ồ. Chắc xe trong đó chở luôn. Ừ, xe trong đó chở luôn. Rồi tốn 4 triệu rưỡi. Bây giờ mua hồng nó thì 9 triệu. Dạ, mua hồng 9 triệu.
hộm, 9 triệu của đó hộm đó. Ừ, hộm 9 triệu. 9 triệu là người ta mình bao hết đám luôn. Ừ. Là người ta bao trọn gói. Trọn gói. Dạ. Dạ. Nó có cái loại mắc nữa. Dạ. Mua loại rẻ thôi. Rẻ nhất á. Dạ. Mua loại 9 triệu rồi trọn gói luôn. Rồi ghi xong rồi mình trả cho người ta. Dạ. Dạ xong. Thương vô chủ. Dạ. Cố gắng lên nha cô chú. Dạ. Thật sự không biết nói gì nữa cả nhà. Nhìn cái cảnh này mà nhà ở xa nữa, giờ phải đưa vô bằng xuồng mà một đoạn đường xa nữa, mấy cây số chẳng. Cô chú ra đứng đón nè. Không có mấy cái chiếc ghe mà không biết. Đi cái đường đó sình không à? Dạ, sáng không. Sáng thấy cô lội sình không à? Không. Ừ. Chạy mua gạo. Rồi mình ở đây rồi cô đi chợ này kia làm sao? Dạ. Vất vả ha. Đi vậy á. Đi chợ mua đồ này kia á. Mua đồ có xe ôm ta chỗ mà cái đường lỗ đó. Dạ. Cái xăng này nè. Ờ. Rồi mình lội ra. Rồi không thôi mình đi bỏ không có xe mình đi bỏ lội cái lỗ này nè. Ồ. Đi bộ lại bộ. Cô chủ nói mỗi lần mà đi chợ mua đồ ăn thôi đã vất vả rồi. Đúng chứ rồi. Không có cần nó cuộc sống ở trong đó nó gì nó xa quá, hầm sâu. Nó thương cô chú. Này mình ở trong đó lâu hay là mình mới ở chú? Lâu rồi. Đó nó... Nhà cô chú lâu rồi ha. Lâu rồi, lâu. Ừ. Cô chú nó ở trong đó lâu. Ôi, con nhỏ nhỏ nó đi mần mướn, đi con đi coi dệt, đi cắt lúa. Đi tới ba thê, đi ba thê ba gì cắt đó, hồi đó đó. Đi cắt lúa mướn hả? Ờ, lúa mướn. Ồ. Mình xăm được, nó mua chỉ, nó mua đất nó ở đó. Dạ. Cô chú hôm nay nhiêu tuổi rồi, cô nhiêu tuổi? Tôi 67. Bà hơn lên tôi. 67. Dạ. Chú nhiêu? Sau 66. Ờ 5 sao. 56. Ờ 56. Dạ. Còn cô là 67 tuổi. Dạ. Ồ lớn tuổi rồi. Dạ. Dạ. Cô chú. Giờ ra đợi, giờ mình đợi ha, cô chú ngồi nghỉ ra đợi ha. Dạ, dạ, tại gửi xe cũng chưa tới đâu. Chưa tới. Ừ, chút xíu nè. Sóc Trăng rồi tới đâu rồi? Tôi nãy nó... Nó vô Sóc Trăng thôi. Chạy, phút nữa. Nó kêu chạy ghe lại, nó tới Sóc Trăng rồi. Đâu tôi giữ nó tới Sóc Trăng rồi. Sóc Trăng. Nó Sóc Trăng là... Địa phận Sóc Trăng là lẻ nha. Dạ. Lẻ lắm á. Dạ. Bây giờ trên đó cũng mọi người đang đợi trên đó kìa. Thôi con đi ra ngoài, cô chú ngồi nghỉ nha. Dạ, dạ, dạ. Cảm ơn chú ơi. Dạ, dạ. Dạ. Trong lúc mà đợi xe thì cô chú cũng đứng đây đợi á. Thì em cũng mới gửi thêm 1 triệu của cô Hồng ở Pháp. Khi mà xem được cái video nãy anh em đăng tải thì cô cũng thương mà gửi thêm cho gia đình á. Phụ lo đám tang cho anh Lên 46 tuổi nha cả nhà. Không có vợ con gì hết. Nghe nói anh cũng nhỏ con rồi đi làm ở trên Bình Dương á. Đi lượm ve chai rồi đi nói chung là làm đủ thứ nghề, phơi cơm này kia để bán. Rồi không ngờ thì bị bệnh hay đột quỵ gì đó thì anh té và mất. A Di Đà Phật. Tới Bãi Sào rồi. À, xe đang di chuyển tới Bãi Sào rồi coi nha. Ở đây là cầu cầu Tắc Bốm. Ở đây là mình ở đây là Mỹ Xuyên đúng không ta? À, Trần Đề. Trần Đề luôn. À, tưởng đâu em tưởng nó vô trong kia mới Trần Đề chứ. Vậy là mình đang đứng ở đây là thuộc Trần Đề luôn. Trần Đề. Nha. Rất là đông. Cô chú anh em cũng đang đứng đợi anh Lên về cả nhà. Khi mà nghe được cái sự việc đau lòng á, sắp tới rồi. Cô chú coi nè. Chỉ là gần tới rồi đó chú ơi, cô chú ơi. Rồi cô ngồi. Cố gắng lên cô ơi, cố gắng lên. Gần tới rồi. Ừ. Thương cô chú. Chút xíu nữa thì đưa xuống đây rồi chạy vô trong kia cái nhà, đi đường này vào. Trên cầu thì hồi xe bên đó chạy qua. Mấy anh em cũng đang đứng đợi ở trên cầu rất là đông thôi nha. Rất là đông. Vợ con. Sao đó giờ anh không quen, không có ai luôn chú. Dạ. Không có vợ luôn.
Tại chắc ảnh cũng mặc cảm rồi, giống như ảnh nhỏ con quá. Đúng rồi. Dạ, rồi thân thể có 30kg, 30-40kg gì nữa, rồi không dám mà giống như giao tiếp với những người phụ nữ khác. 30kg gì tối đa đó. Dạ. 30kg tối đa. Không dám giao tiếp với ai hết. Cuộc sống giống như là khép nép vậy đó anh chị. Trong khi đó mới nghe một cú điện thoại là về gần tới nhà là chỉ còn có 7 cây số từ Mỹ Xuyên đi xuống cầu Tắc Bốm anh chị em, là người mẹ là rất mắc rồi. 7 cây số nữa tới rồi, không biết người mẹ là thấy thi thể con mình 3-4 tháng nay không gặp mà về với cái hình hài này, mong cô giữ sức khỏe nha cô. Ta có bệnh hả chú? Hả? Cô có bệnh đúng không? Bả hả? Ừ, con nghe nói bệnh tim. Bả bệnh tim á, bả bệnh tim hoài đâu có đi làm bằng gì đâu. Ừ, giờ này có mình chú. Bả đi khám hoài đó. Ồ, đi khám hoài. Hoài luôn đó. Dạ. Chú nói là cô bệnh tim nên đi khám hoài. Có tôi ngỡ là tôi đi bằng. Trời ơi. Có mình chú đi làm. Cuộc sống khó khăn nhưng mà giờ gặp những cái chuyện này nữa thì rất đau lòng quá, đau lòng. Hai cú sốc trong vòng có 2 năm anh chị em, năm ngoái năm nay. Cú sốc là đau đớn nhất trong đời. Là anh lên này anh có bệnh gì không chú? Không có bệnh gì đâu. Không có bệnh gì hết trơn. Ừ. Nghe nói là phơi cơm khô gì đó rồi té. Ừ, té. Giống như té ngang rồi móc luôn. Ừ. Bệnh viện có ngày gì đó. Dạ. Không có bệnh gì hết á, anh bình thường. Giống như té. Bởi vậy. Sắp tới rồi. Sắp tới hay gì rồi nhờ. Cô bình tĩnh nè cô ơi. Thương cô. Bình tĩnh nè cô ơi, bình tĩnh. Cô có bệnh tim đó. Cô đừng xúc động quá. Lấy bay xào vậy. Lấy bay xào rồi. Lấy bay xào. Anh trai. Bình tĩnh chút đi. Hết tiền luôn anh. Hết tiền. Trời sắp mưa rồi, sáng giờ ông trời ông mưa lai gai hoài. Mưa lâm râm hoài coi nha. Giờ đi lên đâu, mình đi lên trên anh, đi lên trên. Lên trên. À, leo lên trên đi để coi. Gần tới rồi, nãy 7 cây gần tới rồi đó cả nhà. Giờ em leo lên trên đi. Chú nhà sạc em dí mà tới hay gì rồi, tới hay chú, tới rồi cả nhà, hay gì được không? Xe đến rồi, xe đến rồi cả nhà ơi, khóc mấy giờ luôn, xe cấp cứu ở Bình Dương luôn cả nhà ơi. A Di Đà Phật cho chị kìa, nhìn em gái khóc thôi kìa. A Di Đà Phật. Tới rồi, xe đến rồi cả nhà ơi. Nhìn em gái khóc ở trong xe thấy tội quá cả nhà ơi. A Di Đà Phật. Phải ve vào rồi, phải ve vào rồi. Cuối cùng thì chuyến xe chở anh lên. 46 tuổi từ ở Bình Dương thì cũng đã về đến nha cả nhà ơi. Thì anh đi làm trên đó thì phơi cơm khô để bán thì bị té và mất á. Từ ngày 6 giờ ngày hôm qua đến nay, thì hôm nay là 3 tây tháng 9 nha cả nhà. 3 tây tháng 9, hôm qua là lễ, vậy là anh mất cũng ngay ngày lễ luôn cả nhà ơi. Tính ra là anh lên này mất ngay ngày lễ luôn, nút ngay ngày lễ luôn. Trời ơi, mẹ khóc ở dưới kìa cả nhà ơi. Rồi mẹ khóc rồi cả nhà ơi. Hay gì đâu Phật. Dính nha.
Xót xa thôi nhỉ. Em gái cũng đưa anh về rồi đấy. Giờ đưa vào thôi nha, đưa vào nhà. Bên trong cũng chuẩn bị rồi. Gì là không? Vô nhà rồi, A Di Đà Phật. Người cô cũng quá đông. Giờ xe cũng về rồi cơ. Xe cũng đi rồi cơ. A Di Đà Phật. Nhìn hình ảnh này. Đưa anh lên về đến về nhà. Sau nhiều tháng đi làm ở trên Bình Dương á, bị té mất đó cả nhà. Quá đau lòng. Rất là đông bà con cũng đến đây như là Phật. Chạy vô hướng trong đó nha cả nhà, nhà nào phía trong chú là chú của anh lên hả? Cũng bà con nha. Nhưng mà cũng thấy tội nghiệp. Yeah. Tội nghiệp ảnh không có vợ con gì hết á. Sống con mình mà còn gặp nạn như vậy nữa. Nghe nói là em của em cũng mới mất luôn á. Cũng tội nghiệp nó hết. Dạ. Không có bạc, không có vợ con. Dạ, yeah, không có vợ tại con. Tật nhỏ con vậy mà nó tuổi cũng lớn. Dạ. Yeah. 40 mấy tuổi rồi. À bị tật rồi nhỏ con ha. Ờ. Không có vợ, không có vợ luôn. Không có vợ. Dạ. Rồi tính ra cái đoạn đường mà lội vô cũng xa. Bởi cô chú sống trong này mà đi mua đồ. Mưa vất vả hay chú ha. Đi ra ngoài khó. Mua đồ chứ đi nó khó lắm. Dạ. Ôi ơi. Dạ cả nhà. Hiện tại thì anh Lên cũng đã được đưa về với gia đình nha cả nhà. Mới vừa rồi thì em cũng gặp gia đình, cũng gửi lời chia buồn. Gia đình cũng gửi lời cảm ơn đến quý nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho gia đình có thêm ít chi phí để lo hậu sự cho anh Lên, 46 tuổi. Bất ngờ ở đây là gia đình xin ngừng nhận hỗ trợ vì số tiền Mạnh Thường Quân giúp đỡ đã tạm đủ lo hậu sự cho anh Lên. Nên em cũng xin ngừng chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình.
Qua video thì cũng cho em xin gửi lời cảm ơn đến quý nhà hảo tâm qua kênh Bagina cũng đã gửi số tiền 6 triệu đồng để hỗ trợ cho gia đình. Cũng cầu mong cho hương hồn của anh Lên, 46 tuổi, được an nghỉ. Thật sự thì khi mà vào đến nhà, nhìn hình ảnh người thân, gia đình, thật sự hầu như là sụp đổ cả nhà, quá đau lòng. Nên thì bây giờ chắc em cũng đi về cả nhà ơi. Bây giờ hẹn gặp lại toàn thể quý khán giả cũng như là quý mạnh thường quân ở video tiếp theo ha. Em xin cảm ơn rất là nhiều. A Di Đà Phật.